Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi sách bài tập môn giáo dục công dân lớp 7, trang 5 đến trang 7, bài 1, sống giản dị. Một la mã, câu hỏi và bài tập. Một, em hiểu thế nào là sống giản dị? Thì sống giản dị tức là những người sống không xa hoa, cầu kỳ, lãng phí, sống phù hợp với hoàn cảnh gia đình và xã hội. Tiếp theo câu 2, em hãy nêu những cái biểu hiện của sống giản dị. Những biểu hiện của sống giản dị đó là không xa hoa, lãng phí, không cầu kỳ, kiểu cách chan hòa, không quá khách sáo, vân vân. 3. Phân biệt giản dị với xa hoa, cầu kỳ, phô trương hình thức. Giản dị là không xa hoa, lãng phí, không cầu kỳ, kiểu cách, không chạy theo những nhu cầu vật chất, hình thức bên ngoài, thẳng thắn, chân thật, gần gũi với mọi người. Còn xa hoa, xa hoa là cầu kỳ, phô trương, hình thức là sống không tiết kiệm, lãng phí, học, đòi, ăn mặc, cầu kỳ trong giao tiếp, vui chơi vượt quá khả năng kinh tế cho phép. Tiếp theo câu số 4, theo em việc sống giản dị có ý nghĩa như thế nào? Đối với cá nhân, giản dị giúp đỡ tốn thời gian để làm được những việc có ích cho bản thân và cho mọi người, được mọi người quý mến, cảm thông, giúp đỡ. Đối với gia đình, giúp cho mọi người trong gia đình biết sống tiết kiệm, đem lại sự bình yên, hạnh phúc cho gia đình. Đối với xã hội, tạo ra mối quan hệ chan hòa, chân thành với nhau, loại trừ được những cái thói hư tật xấu do lối sống xa hoa, lãng phí đem lại, làm lành mạnh xã hội. Câu 5. Hành vi nào dưới đây là biểu hiện của sự giản dị? A. Nói năng ngắn gọn, dễ hiểu. B. Tính tình dễ dãi. C. Không chú ý đến hình thức. D. Không chơi với bạn nhà giàu có hơn mình. Như vậy, cái hành vi là biểu hiện của sự giản dị ở dưới đây đó là hành vi A. Nói năng ngắn gọn, dễ hiểu. Như vậy, câu số 5 các em sẽ chọn là đáp án A. Rồi tiếp theo câu số 6, hành vi nào dưới đây không phải là biểu hiện của sự giản dị? A. Là quần áo trước khi đi học. B. Xịt keo làm tóc rất cầu kỳ trước khi đi học. C. Luôn ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng. D. Hàng năm đều tổ chức sinh nhật. Như vậy cái hành vi không phải là biểu hiện của sự giản dị đó là xịt keo làm tóc rất cầu kỳ trước khi đi học. Như vậy câu số 6 các em sẽ chọn là B. Rồi tiếp theo câu số 7, em đồng ý với những ý kiến nào dưới đây? A. Những gia đình không có điều kiện kinh tế mới cần sống giản dị. B. Sống giản dị là không cầu kỳ trong nói năng. C. Không đi du lịch nước ngoài là sống giản dị. D. Sống giản dị dễ được mọi người gần gũi quý mến. Như vậy những cái ý kiến các em sẽ đồng ý với những ý kiến nào thì các em sẽ nêu ra. Thì ở đây cái ý kiến đúng đó là B, D và R. Tức là sống giản dị là không cầu kỳ trong nói năng. Rồi sống giản dị là dễ được mọi người gần gũi, quý mến, ăn mặc phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp là biểu hiện của sống giản dị. Rồi tiếp theo câu số 8, nhà Hòa rất giàu có, mỗi ngày đi học, Hòa mặc một bộ quần áo khác nhau mà không mặc đồng phục của nhà trường. Thấy vậy, bạn lớp trưởng hỏi Hòa vì sao không mặc đồng phục khi đến trường. Hòa nói, mặc đồng phục thì không sành điệu, con nhà giàu thì phải đổi mốt liên tục chứ. Câu hỏi, em có đồng tình với suy nghĩ của Hòa không, vì sao? B2, nếu là lớp trưởng của Hòa, em sẽ xử sự như thế nào trong cái tình huống trên? Thì đối với câu số 1, em không đồng tình với suy nghĩ của Hòa bởi vì cách ăn mặc của Hòa là đua đòi, không phù hợp với học sinh. Bên cạnh đấy, suy nghĩ của Hòa sẽ làm khoảng cách giữa Hòa với các bạn kéo xa ra.
Câu 2, em sẽ khuyên Hòa là mặc đồng phục theo quy định chung của trường. Tiếp theo câu 9, đầu năm học, bố đưa mình đi mua một đôi giày mới. Đến cửa hàng giày, Minh đòi bố mua cho mình một đôi giày nhập ngoại đắt tiền. Bố bảo Minh nên chọn một đôi khác hợp túi tiền hơn mà vẫn đẹp. Minh không đồng ý vì cho rằng đi giày ngoại đắt tiền mới bằng bạn bằng bè. Câu hỏi 1. Em thấy suy nghĩ của Minh đúng hay sai? Vì sao? 2. Nếu có một người bạn như Minh, em sẽ làm gì? Thì ở câu số 1, Minh có suy nghĩ như vậy là không đúng bởi vì là học sinh nên ăn mặc sâu cho giản dị, phù hợp với hoàn cảnh sống, không nên ăn chơi, đua đòi, chạy theo mốt. 2. Em sẽ khuyên bạn không nên cầu kỳ trong ăn mặc, bạn nên tập trung vào học tập cho tốt. Sau này khi là người lớn thì có thể dùng số tiền kiếm ra được để mua đồ. Tiếp theo câu 10, em hãy quan sát bạn bè xung quanh và nêu một số biểu hiện giản dị hoặc không giản dị. Vì sao em cho đó là giản dị hoặc không giản dị? Thì biểu hiện của người sống giản dị đó là luôn gần gũi với mọi người, có tình cảm chân thành với mọi người, nên được mọi người yêu mến, cảm thông và giúp đỡ. Câu 11, em hãy nêu kế hoạch rèn luyện cho bản thân để có nếp sống giản dị. Rèn luyện tính giản dị, chúng ta sẽ có những cái kế hoạch là ăn mặc chuẩn theo quy định của học sinh, không nhuộm tóc xanh đỏ, nói năng bừa bãi, cố gắng rèn luyện ý chí, tránh bị những cám dỗ từ những thứ bên ngoài. Biết quý trọng những gì mình đang có, biết thông cảm, chia sẻ với cuộc sống khó khăn của người khác, chia sẻ với các em nhỏ, cụ già đang sống trong hoàn cảnh khó khăn. Tiết kiệm thời gian, của cải, tiền bạc. Tiếp theo câu 12, em hãy kể về một tấm gương sống giản dị của bạn bè quanh em. Thì câu số 12 này các em sẽ liên hệ bản thân xem ở xung quanh em có những cái tấm gương nào giản dị, về sống giản dị thì chúng ta sẽ kể ra. Rồi tiếp theo là phần 2 la mã đọc truyện thông tin sống giản dị như thế nào. Sống giản dị là cách sống không cầu kỳ xa hoa, cách sống sao cho phù hợp với hoàn cảnh của gia đình và môi trường nơi mình học tập công tác. Sự giản dị thể hiện ở lời ăn tiếng nói hàng ngày, cử chỉ, cách thể hiện bản thân. Một người giản dị là một người biết cách ăn mặc đúng trang phục hợp với bản thân, với điều kiện kinh tế gia đình, không cầu kỳ, không chạy theo mốt thời trang. Một người giản dị là một người không hoa trương, không dùng lời lẽ xa hoa, bóng bẩy, lời nói đơn giản, ngắn gọn, dễ hiểu, truyền đạt đúng và đầy đủ thông tin mà họ muốn nói. Một người giản dị là một người không bao giờ yêu cầu người khác phải tạo cái điều gì đó đặc biệt cho mình, luôn bằng lòng với tất cả những gì họ sẵn có, không đòi hỏi thứ vật chất lớn lao hay sự ưu tiên khác dành cho mình. Tính giản dị rất cần thiết trong cuộc sống. Tính giản dị khiến chúng ta tiết kiệm được thời gian, không mất thời gian vào những việc vô bổ mà cầu kỳ. Tính giản dị khiến mọi người xung quanh tôn trọng ta. Tính giản dị giúp ta trở nên một con người biết cách xử sự, ta trở nên gần gũi, chan hòa với cuộc sống, với mọi người xung quanh. Hiện nay có biết bao nhiêu người không có tính giản dị, ngay cả các bạn học sinh chúng ta cũng không học cách sống giản dị. Có nhiều bạn đến trường với bộ quần áo lè loẹt và chiếc quần hip hop đắt tiền. Đó là thời trang, là thời đại trong mắt các bạn. Nhưng điều đó làm các bạn trở nên khó coi trong mắt của mọi người. Các bạn đã quên mất cái sự giản dị cần có của bản thân. Điều này thật tai hại vì nó sẽ ảnh hưởng xấu đến học tập, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của bạn trong mắt của mọi người. Vậy nên các bạn nên chú ý đến sự giản dị nhiều hơn là mốt thời trang nhé. Nguyễn Hồng Sơn. Câu hỏi, qua chuyện đọc trên, theo em học sinh cần có những cái lối sống giản dị như thế nào? Thì qua câu chuyện trên, theo em học sinh cần rèn tính giản dị như sau. Ăn mặc tác phong phù hợp với lứa tuổi học sinh, với điều kiện và hoàn cảnh gia đình.
không đua đòi chạy theo nhu cầu vật chất hình thức bên ngoài, không đua đòi những trào lưu của xã hội. Lời nói ngắn gọn dễ hiểu, đối xử với mọi người một cách chân thành, cởi mở, biết quý trọng những gì mình đang có, biết thông cảm, chia sẻ với cuộc sống khó khăn của người khác, chia sẻ với các em nhỏ, cụ già đang sống trong hoàn cảnh khó khăn. Tiết kiệm thời gian, của cải, tiền bạc. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi sách bài tập môn giáo dục công dân lớp 7. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Lim để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.